Chào các bạn đã quay lại với channel của Chris Nguyễn. Tiếp tục chuyên mục cá bớp. Đây về cái vừa đấy mình có quay cho các bạn một cái clip trước rồi đó. Một video clip trước là mình đã dùng cái sản phẩm là để hạ pH đường ruột của con cá bớp. Bây giờ mình cho ăn này. Nói tiếp ạ. Thì con cá bớp này thường thường ấy là lúc đầu ra ăn rất là mạnh. Nhưng mà sau khoảng 10 đến 15 ngày nuôi là bắt đầu nó chết, nó hào. Đấy, và bây giờ chúng tôi sẽ đang thử nghiệm cái sản phẩm này. Và hiện tại ở một số vùng nuôi ấy, thì đang khá là thành công. Đấy, mình cũng đang rất là muốn ở đây cũng sẽ là một cái mô hình thí điểm thành công trong cái kỹ thuật này. Một cái phương pháp rất là hay. Đây là mình cũng đang cố gắng để nếu mà làm cái này thì đây cũng là một cái hướng mới để giải quyết vấn đề tạm thời cho con đối tượng cá bớp đang rất là khó nuôi hiện nay. Mình sẽ làm cái này trong vòng một tháng thì nghĩ chắc chắn nó sẽ cái kết quả mình sẽ thông báo cho các bạn. Thấy chưa? Mình cho ăn cách từ từ thôi ạ, không nên cho ăn quá nhiều, quá nhanh. Này, chúng ta sẽ chưa có bàn nhiều, để cho một thời gian mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ làm một clip rõ ràng mình giải thích về vấn đề là cái cơ chế chuyển hóa rồi cơ chế tác dụng của cái sản phẩm này đến hệ thống tiêu hóa của con cá bớp như thế nào. Bây giờ cũng chỉ là cho các bạn xem mình cho ăn cái mà mình vừa đấy mình cái sản phẩm mình trộn vào trong thức ăn. Rồi chào các bạn nha, và đừng quên cho mình một cái like và subscribe. Bye bye, chúc các bạn sức khỏe.